Lê Bình, cuộc đời cay đắng của Tư Tại, đất phương Nam, nghèo mà không hèn. Người nghệ sĩ ấy nổi tiếng với những vai diễn nghèo khổ mà hiền lương, chất phác. Dù cả đời chỉ đóng vai phụ, nhưng ông nổi tiếng chẳng kém gì những ngôi sao hiện nay. Cũng giống như nghệ sĩ Mạc Can, các đạo diễn luôn tìm đến ông mỗi khi cần vai nghèo, đặc biệt là vai nông dân rạc ròng Nam Bộ. Lần nào thì ông cũng hoàn thành xuất sắc, bởi cuộc đời ông cũng khắc khổ y như những vai diễn ấy. Ông chính là Lê Bình, người đàn ông gặp phải nhiều nghịch cảnh trong đời nhưng nghèo mà không hèn. Tuổi thơ nhọc nhằn, vào đời lận đận. Sinh năm 1953, diễn viên Lê Bình tên thật là Lê Bình Sơn, quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Do cha mẹ ông chia tay khi ông còn nhỏ, Lê Bình tự lập từ rất sớm, mới 15-16 tuổi đã bắt đầu lăn lộn với cuộc đời bằng đủ thứ nghề, từ bồi bàn đến công nhân thủy lợi, rồi sau đó là họa sĩ vẽ tranh. Sau năm 1975, ông bước chân vào nghệ thuật từ các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, sau đó vào đội kịch của nhà văn hóa Thanh Niên. Khoảng năm 1982, ông được Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh mời về diễn tại sân khấu kịch 5B và gắn bó với sân khấu kể từ đó, ở cả hai vai trò diễn viên và soạn giả. Rồi từ sân khấu, ông bén duyên với điện ảnh lúc nào không hay. Những dấu ấn tài hoa. Có thể nói Lê Bình thật sự trở thành diễn viên chuyên nghiệp từ khi về đoàn kịch Thành phố Hồ Chí Minh với sự hướng dẫn của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Gia nhập rồi gắn bó với sân khấu kịch 5B, ông gần như là diễn viên trụ cột tại đó với nét diễn từ tốn mà duyên đến lạ lùng. Lê Bình ít lạm dụng hình thể hay ngôn ngữ mà bằng nét mặt thản nhiên, nụ cười như có như không của mình, cộng với cách nhấn nhá ngôn từ khéo léo, luôn tạo ra những bất ngờ thú vị cho khán giả. Không chỉ được nhiều khán giả biết đến với những vai diễn rất đời trên sân khấu, Lê Bình cũng rất nổi tiếng khi bước vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ông thường hay được gọi vui là ông già Nam Bộ và thường được các đạo diễn ưu tiên mời gọi khi cần đến diễn viên vào vai nông dân nghèo khổ. Ở ông toát lên một nét gì đó giản dị và chân chất nhưng khá cố chấp với cái lẽ đúng sai của riêng mình. Điều đó thể hiện rất rõ qua đôi mắt của ông. Lê Bình tâm sự, hình như số tôi không thuộc về những vai diễn nhà giàu, ăn mặc đẹp. Mỗi lần tôi khoác những bộ đồ đẹp vào người thì dường như tôi không còn là tôi nữa. Cũng không hiểu vì lý do gì hay chỉ đơn giản một điều, những vai diễn mang số phận buồn, nghèo khổ đã ăn sâu vào trong máu thịt của tôi. Diễn những vai ông già khắc khổ ngoài đời, cuộc sống của tôi cũng long đong không kém. Vừa bước qua giai đoạn nghèo khó, có được chút tiền từ nghề diễn, tôi lại gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình. Trong nghiệp diễn, tôi nghiêm khắc với bản thân bao nhiêu, thì trong gia đình tôi cả nể và nhu nhược bấy nhiêu. Ngoài đóng phim, Lê Bình còn được biết đến với khá nhiều vai trò khác. Có lúc ông xách cái máy ảnh chuyên nghiệp đi chụp khắp xứ, có khi lại vẽ pano, áp phích quảng cáo, làm đạo diễn văn nghệ từ phong trào quần chúng cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Thậm chí, ông còn đứng cương vị đạo diễn phim truyền hình dài trên 30 tập, làm chuyên gia tư vấn cho bà con nông dân về việc làm nông của đài truyền hình Vĩnh Long. Cho đến thời điểm này, sau hơn 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, Lê Bình đã nhận được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, vai diễn ông Bảy cô đơn của ông trong bộ phim Vùng đất không yên tĩnh đã giúp ông đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Award năm 2010. Điều đáng tiếc là cho đến tận thời điểm này, ông vẫn chưa được công nhận là nghệ sĩ ưu tú. Cho đến nay, ông đã hóa thân vào khoảng hơn 200 nhân vật. Mặc dù Lê Bình hầu như chưa bao giờ đóng vai chính, nhưng tên tuổi của ông được xếp vào hàng ngôi sao. Vị trí ấy được khẳng định trong lòng người hâm mộ qua tài diễn xuất bẩm sinh và cái tâm làm lao động nghệ thuật nghiêm túc và miệt mài của ông. Khi nhận một vai diễn, cho dù là một vai nhỏ chỉ có vài phân đoạn, ông vẫn nghiền ngẫm, nghiên cứu, thêm da, thêm thịt để thổi cái hồn vào nhân vật của mình. Thói quen này xuất phát từ việc ông cũng đồng thời là một tác giả kịch bản kiêm đạo diễn giỏi nghề. Ông sáng tác một loạt kịch bản từng rất ăn khách trên sân khấu IDCAP và 5B. Ngay cả trong lĩnh vực này, ông cũng thể hiện tính cách nặng tình của mình. Vở kịch nào của ông cũng có tựa đề gắn với chữ tình, tình gần, tình sân chung, thuyền tình, sân ga tình người, nhà trọ tình yêu. Ông tâm sự, đời đã quá mệt mỏi rồi, người ta cần bám vào sợi dây tình cảm để mà sống.
Tôi mong trong trái tim ai cũng đầy ắp nghĩa tình và sẽ tìm được hạnh phúc. Điểm đặc biệt là hầu hết trong các vai nghèo khổ của Lê Bình, tính cách nhân vật luôn thể hiện rất rõ phẩm chất nghèo nhưng không hèn, nghèo mà nặng tình. Đó cũng chính là tính cách thực của Lê Bình ngoài đời. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Nghèo mà không hèn, nghèo nhưng nặng tình. Trải qua quá nhiều biến cố và nghịch cảnh trong cuộc sống, cả đời Lê Bình cứ mãi loay hoay nhưng không thoát khỏi cảnh nghèo, thậm chí có lúc khốn đốn quay quắt vì cơm áo gạo tiền. Tuy vậy, theo cách nói của ông, chưa bao giờ ông tranh thủ tên tuổi của mình để mượn tiền hay van xin sự giúp đỡ. Ông có thể nghèo nhưng không vì thế mà chịu sống hèn. Có một khoảng thời gian dài, ông gần như suy sụp khi phải liên tục đối mặt với hàng loạt nỗi bất hạnh tận cùng của một con người. Làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh khi đứa con đầu lòng qua đời vì tai nạn lúc tuổi đời còn rất trẻ. Đoạn tuyệt với người vợ đầu ấp tay gối suốt 37 năm trời. Phát hiện ra con trai thứ hai của mình nghiện nặng, tuy sống mà như chỉ tồn tại. Là nghệ sĩ tài hoa và được khán giả yêu mến, Lê Bình kiếm tiền khá nhiều từ lao động nghệ thuật để đảm bảo cuộc sống cho gia đình gồm mẹ già, vợ và ba đứa con. Thậm chí ông còn tích lũy đủ tiền để mua một căn nhà khang trang. Tiếc là vợ cũ của ông, người phụ nữ mà ông hết mực thương yêu lại có thói quen đề đóm. Bao nhiêu tiền ông mang về, bà đều nướng sạch. Hết tiền, bà còn đi vay mượn. Lê Bình phải gồng mình giải quyết hậu quả do vợ gây ra. Cuối cùng, ông buộc phải chọn giải pháp ly dị. Ông tâm sự, tôi là con của một người cha có nhiều vợ bé nên tôi hiểu cảm giác của đứa con ra sao. Tôi không muốn con mình sau này sẽ giống bố nó. Nhưng càng hy vọng, tôi càng thất vọng vì tình hình ngày càng trở nên tệ hơn. Mâu thuẫn giống như căn bệnh ung thư, nếu không cắt bỏ, mình sẽ phải sống chung với nó cả đời. Trong lúc cô ấy giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi đã suy nghĩ và đưa ra quyết định ly hôn. Thực ra, Lê Bình rất đau buồn về điều đó. Nhiều đêm sau giờ diễn, ông về nhà ngồi uống rượu một mình và khóc một mình. Trong thời điểm đó, nhiều người phụ nữ thành đạt quý mến tài năng Lê Bình đã ngỏ lời với ông. Họ hứa hẹn sẽ chu toàn đủ đầy về vật chất để ông an tâm dốc sức cho nghệ thuật. Ông không mở lòng vì cảm thấy không thể chung sống với người mà mình không yêu. Quan trọng hơn, ông không muốn bị thiên hạ đánh giá là đàn ông sống bám vào phụ nữ. Lê Bình sống có tình, có nghĩa và có lý, nhưng cuộc đời đôi khi bất công với ông. Đứa con trai thứ nhì của ông vì đua đòi với chúng bạn mà tập tành hút sách, không thể đứng nhìn con chịu đựng những cơn đau vật vã, ông phải chiều cậu bé. Rất nhiều tiền của Lê Bình đã tan theo làn khói trắng. Đến một ngày, ông buộc phải đưa con vào trại cai nghiện. Giờ đây, đứa con mà ông yêu thương đang sống mòn trong cả phần đời còn lại. Nghịch cảnh chưa tha, nghiệp diễn còn nặng. Giờ đây, Lê Bình đã vào tuổi 65, cái tuổi nghỉ hưu và vui thú điền viên. Thực ra, ông đã từng có ý định đi tu vào năm 60 tuổi, nhưng cuộc đời chưa cho phép ông ngừng nghỉ. Và nếu như không tiếp tục làm việc, ông sẽ không thể tồn tại. Lê Bình còn đứa con trai út phải chăm lo. Riêng với nghệ thuật, càng về sau này, trình độ hóa thân của Lê Bình càng nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc hơn. Vì thế, ông vẫn được mời đi diễn trong nhiều dự án phim điện ảnh lớn, đặc biệt như bộ phim Có Căn Nhà Ngồi Nghe Nắng Mưa, diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Bộ phim ấy đạt được thành công bất ngờ trong năm 2017. Bản thân hai nghệ sĩ không ngại chia sẻ rằng đây là tác phẩm để đời của họ và đã dùng tâm huyết cho nó. Tuy Lê Bình vào vai ông Phát, một nhân vật có thể coi là phản diện và có thời lượng xuất hiện không nhiều trong phim, nhưng khán giả không thể ghét hay quên được vai diễn người đàn ông ngang tàn, khắc khổ, luôn nặng trĩu nỗi hối hận trong tâm trí như thế. Có một phân đoạn yêu cầu nhân vật Phát phải vừa cười vừa khóc. Trước yêu cầu diễn tả hai trạng thái cảm xúc đối lập cùng lúc, Lê Bình đã xử lý xuất thần, cho thấy bên trong lớp vỏ xù xì cáu bẳn, ông Phát thực chất rất trọng tình nghĩa, hào sảng, y hệt như biết bao người con Sài Gòn. Hiện tại, ông cũng đang hóa thân vào vai một ông thầy dạy võ có tính cách quái đản trong bộ phim do Dustin Nguyễn đầu tư và đạo diễn. Riêng phim truyền hình, vai ông Ba Đờn trong Thế Thái Nhân Tình đang phát sóng trên kênh SCTV14 cũng là vai diễn rất sâu của Lê Bình. Trải qua bao biến cố cuộc đời, Lê Bình ngộ ra một điều. Nghề diễn viên giống như anh xe ôm vậy, miệng ai cần và kêu thì cứ tiếp tục chạy.
Hình như ông nói ra điều đó trong niềm hạnh phúc, chứ không phải ngậm ngùi cho thân phận. Nói cho cùng, một người nghệ sĩ mà đến già vẫn còn có người nhớ đến thì còn hạnh phúc nào hơn. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.